đã bị loại khỏi vòng thi đấu vừa rồi. Chúc mừng đội trắng. Kế hoạch đoàn tụ gia đình đã thành công không rồi? Về, thôi mình về. Xin lỗi mọi người. Ở mình Mỹ lại nó chơi nha. Sao vậy mọi người? Về. Mấy người nhớ không? Mấy người. Về. Nguyên chưa? Về. Về. Đụng tới ai luôn á. Thì đó, sao dám đụng. Đi ra sạch. Đi ra sạch. Đi ra sạch. Nè, bạn nó bỏ anh mặt rồi.